Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ, tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ. Đọc kinh lễ bái Tam Bảo, dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Con thành kính đảnh lễ, thượng tọa giác đẳng, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, nhật quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ, nhật quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Phong Lan, cảm ơn Hoàng Nguyệt và dạ, cảm ơn cô tử nữ Vira Katana cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Kính mạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt bài 90 Kinh Kanna. Kanakathana, Kanakathala, Sutta, từ câu 941 đến 946 sẽ được thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Dạ, bây giờ thì con chưa thấy Ngài Tự Siêu vào đạo tràng. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng, từ bi hoan hỷ, dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Thầy giả kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, hôm nay chúng ta nghe một câu chuyện khác liên quan đến vua Pasenadi, tức là vua Ba Tư Nặc. Thật ra thì nội dung về ý nghĩa Phật pháp thì bài kinh này rất là rời rạc, bởi vì Đức Phật ngài trả lời một cách rất là ngắn gọn nhiều câu hỏi khác nhau của vua Ba Tư Nặc, giống như là trong một lần nhà vua đến thì cố gắng hỏi điều này, hỏi điều kia. Nhưng mà điều mà chúng ta đáng chú ý là có một vài điểm. Một là nhà vua có nghe người ta nói một câu mà họ nói đó là Phật dạy. Nhưng mà Đức Phật này thật sự không có dạy như vậy. Chúng ta gọi là cái hiện tượng tam sao thất bổ, người này nói qua người kia nói như qua người nọ. Thì nhà vua cho hỏi cặn kẽ và làm cho ra cặn kẽ là ai đã nói với ai và tại sao có sự việc như vậy. Và Đức Phật ngài cho biết rằng lời nói đó không có chính xác là Đức Phật dạy. Và một điểm khác là khi nhà vua hỏi về các giai cấp thì Đức Phật ngài cũng phải làm cho rõ, vì những câu hỏi về cái giai cấp đó đôi khi người ta chỉ trả lời có một chiều, là có giai cấp hay không, có sự khác biệt hay không có sự khác biệt. Thì Đức Phật ngài nhìn nhận rằng có cái sự khác biệt trên phương diện văn hóa xã hội, nhưng mà trên phương diện tu tập và giải thoát thì tất cả giai cấp đều bình đẳng với nhau. Đó là một trong những điểm mà chúng ta thấy rất là đặc biệt trong câu trả lời của Đức Phật.
Rồi câu hỏi về chư thiên, và cũng cần được đặt lại một cách rõ ràng và cũng thú vị về cách hành chính của Tôn Giả Ananda trong bài kinh này. Do vậy chúng ta đừng để ý tới là một chủ đề cho tất cả, tại vì ở kinh này có nhiều chủ đề khác nhau, nhưng mà chúng ta hãy để ý cái cách cái câu chuyện đã được xảy ra như thế nào, và cách trả lời, cách câu hỏi của Đức Phật để đặt lại như thế nào, và cái sự can thiệp Tôn Giả Ananda trong chuyện này như thế nào. Thì mời quý Phật tử đọc ký phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa Pháp Năng vì giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa rộng rãi của bài học này. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Phong Lan. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Hôm nay thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020, Phật lịch 2563, giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 90, Kinh Canna Kathala. Canna Kathala Sutta, từ câu 941 đến 942 đến 947. Kinh Canna Kathala Sutta, lại một câu chuyện về vua Vasenadi. Trong một lần đến thăm viếng Đức Thế Tôn, nhà vua nêu lên một câu hỏi liên quan tới những gì đã được nghe về lời dạy của Đức Phật. Vấn đề cho thấy hiện tượng tam sao thất bổn đã xảy ra ngay chính thời Đức Thế Tôn trụ thế ở tại trung tâm cực thịnh của Đạo Phật. Sự hành sự của Tôn giả Ananda, thị giả Phật, trong bài kinh cho thấy một điểm thú vị khác. 942, diện kiến Đức Phật. Vua Vasenadi thường đến diện kiến đảnh lễ Phật trong nhiều duyên sự khác nhau. Bài kinh này ghi lại những rộn ràng đầu đàn thê tử của một vị vua khi đến lễ Phật cùng với hoàng tử, và lời chuyển của hai chị em ruột đều là ái phi của nhà vua. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Ujjuna gần vườn lộc quyển ở Canna Kathala. Lúc bấy giờ vua Vasenadi nước Kosala đi đến Ujjuna có công việc, rồi vua Vasenadi nước Kosala bảo một người đến đây, này người kia hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và hỏi thăm có ít bệnh ít não, kinh nan, có mạnh khỏe lạc trú và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, vua Vasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, kinh nan, có mạnh khỏe lạc trú không và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp vua Vasenadi nước Kosala, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vua Vasenadi nước Kosala cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh ít não, kinh nan, có mạnh khỏe lạc trụ không và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Vasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng sẽ đến yết kiến Thế Tôn.
Hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá được nghe: hôm nay vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá sau buổi ăn sáng sẽ đến ý kiến Thế Tôn. Rồi hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá đi đến vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá tại phòng ăn và thưa như sau: tâu đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh ít não, khinh an có mạnh khỏe lạc trú không, và thưa giúp bạch Thế Tôn, chị em Sơ Má và Xá Cú Lá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh ít não, khinh an có mạnh khỏe lạc trú không. Rồi vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá sau buổi ăn sáng đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh ít não, khinh an có mạnh khỏe lạc trú không. Thưa đại vương, vì sao hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá lại không có thể nhờ một vị tưa tinh khác? Bạch Thế Tôn, hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá có nghe: hôm nay vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá sau buổi ăn sáng sẽ ý kiến Thế Tôn. Rồi hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá đi đến con tại phòng ăn và thưa như sau: tâu đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh ít não, khinh an có mạnh khỏe lạc trú không, và thưa bạch Thế Tôn, hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh ít não, khinh an có mạnh khỏe lạc trú không. Thưa đại vương, mong rằng hai chị em Sơ Má và Xá Cú Lá được hạnh phúc. 943. Nghe lầm ắt nói lầm. Từ lời dạy của Đức Phật, mỗi sát na tâm chỉ biết một cảnh, trở thành tuyên bố không có một sa môn nào toàn tri. Rồi vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con có nghe như sau, sa môn Gotama có nói không có một sa môn hay một bà la môn nào toàn tri toàn kiến, có thể tự cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau, sa môn Gotama có nói không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, có phải những vị ấy nói lời Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, không đúng như thật, họ giải thích pháp đúng pháp, và những ai nói hợp pháp đúng pháp sẽ không có cơ hội để chỉ trích hay không? Thưa đại vương, những ai nói như sau, sa môn Gotama có nói không có một sa môn hay bà la môn nào toàn tri toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn, sự tình như vậy không thể xảy ra. Những vị đã nói như vậy không nói đúng lời ta nói, và họ xuyên tạc ta một cách hư nguyện, không đúng sự thật. Rồi vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá nói với tướng quân Quy Đu Đá Phá: này tướng quân, ai đã đem vấn đề này vào trong nội cung? Tâu đại vương, bà La Môn San Chá Giá thuộc dòng họ Akasa
Rồi vua Bá Sên nói tí, nước Cô Xá Lá cho gọi một người: đến đây, này người kia, hãy nhân danh ta bảo giới Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Á Cá Xá. Thưa tôn giả, vua Bá Xê Na Đí nước Cô Xá Lá cho gọi tôn giả. Thưa vâng, tâu đại vương. Người ấy vâng đáp vua Bá Xê Na Đí nước Cô Xá Lá: đi đến Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng Á Cá Xá. Sau khi đến, liền thưa với Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Á Cá Xá: thưa tôn giả, vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá cho gọi tôn giả. Rồi vua Bá Xê Na Đi nước Cô Xá Lá bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, rất có thể những điều Thế Tôn nói về một vấn đề khác được người ta gắn vào một vấn đề khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ vấn đề gì? Thế Tôn tự xem là nói những lời nói ấy. Thưa đại vương, tự ta xem là đã nói những lời như sau: không có một sa môn hay bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên hệ tu rú băng. Bạch Thế Tôn, Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên xá hệ tu rú băng và nói như sau: không có một sa môn nào hay một bà la môn nào có thể trong một lúc biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể có sự tình như vậy. Một câu hỏi về giai cấp xã hội. Nhà vua nêu lên câu hỏi về sự khác biệt thực sự giữa con người thuộc bốn giai cấp. Đức Phật trả lời về hình thức xưng hô, chào hỏi thì có khác biệt do văn hóa, nhưng trên bình diện tu tập và giải thoát thì hoàn toàn giống nhau. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Huệ Xá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, giữa bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa đại vương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Huệ Xá và Thủ Đà. Thưa đại vương, bốn giai cấp này, hai giai cấp Sát Đế Lị và Bà La Môn được xem là tối thượng về xưng hô. Hai giai cấp kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và giúp đỡ họ các công việc. Bạch Thế Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch Thế Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Vệ Xá và Thủ Đà. Bạch Thế Tôn, trong bốn giai cấp này có những khác biệt nào, sai biệt nào? Thưa đại vương, có. Năm tinh cần chi này, thế nào là năm? Ở đây, thưa đại vương, tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, chuẩn phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các đồng phạm hành. Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, thành tựu các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ với sự sanh diệt các pháp, với sự thể nhập của các bậc thánh, đưa đến chân chánh đoạn diệt các khổ đau. Thưa đại vương, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Huệ Xá, Thủ Đà.
Và nếu các giai cấp này thành tựu năm tinh cần chi này, như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho họ. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Huệ Xá, Thủ Đà. Nếu những vị này thành tựu năm tinh cần chi này, Bạch Thế Tôn, ở đây có sự khác biệt gì, có sự sai biệt gì? Thưa Đại Vương, ở đây ta nói đến sự sai biệt trong tinh cần. Ví như, thưa Đại Vương, giữa những con voi đáng được điều phục hay những con ngựa đáng được điều phục, hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai con ngựa, hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Hai con voi, hai con ngựa, hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện, có phải chúng được điều phục, đạt được khả năng điều phục? Tan ta cá ra năng, chúng được điều phục, đạt được vị trí điều phục. Tan ta phục mì. Vâng, Bạch Tôn. Còn hai con voi, hai con ngựa, hay hai con bò không khéo điều phục kia, không được khéo huấn luyện kia, không được điều phục, mà chúng đạt được khả năng điều phục. Không được điều phục mà chúng đạt được vị trí điều phục như hai con voi, hai con ngựa, hai con bò được khéo điều phục kia, được khéo huấn luyện kia. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Vương, những gì đạt được do lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không giới trá, do tinh cần, tinh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất tín, do nhiều bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được. Sự tình như vậy không thể xảy ra. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, hệ tu ru băng. Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát Đế Lị, Bà La Môn, Tệ Xá, Thủ Đà. Và nếu các vị này thành tựu năm tinh cần chi này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì Bạch Thế Tôn, có thể có sự khác biệt nào, có thể có sự sai biệt nào giữa các vị này không? Thưa Đại Vương, ta nói không có sự khác biệt vì vậy phương diện giải thoát đối với giải thoát. Ví như, thưa Đại Vương, một người đem củi khô từ cây sa la lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Và một người khác đem củi khô từ cây sa la lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây Udumbara lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghĩ thế nào? Vì rằng các loại củi dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những gì sai khác? Vậy có những sai khác gì giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, giữa ánh sáng với ánh sáng? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, thưa Đại Vương, với sức nóng do tinh tấn tạo nên, do tinh cần nhen nhúm lên, ở đây ta nói không có một sự sai biệt gì về giải thoát đối với giải thoát. Thắc mắc về chư thiên. Nhà vua lại nêu lên câu hỏi về chư thiên, nhưng được Đức Phật nhắc là nên đặt lại câu hỏi cho đúng với điều thắc mắc trong lòng, vì Đức Phật hiểu rõ nhà vua thực sự muốn hỏi gì. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thiên thiết tuyên Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng có chư thiên không? Thưa Đại Vương, sao Đại Vương có thể nói Bạch Thế Tôn,
nhưng có chư thiên không? Bạch Thế Tôn, không biết chư thiên ấy có sanh lại tại đây không, hay không sanh lại tại đây? Thưa Đại Vương, chư thiên nào có não hại tâm sanh lại tại đây, chư thiên nào không có não hại tâm không sanh tại đây? Theo sớ giải thì câu chư thiên nào không có não hại tâm, chỉ có chư thiên đã chứng tam quả A-na-hàm vốn đoạn tận dục ái và sân. 946. Đệ tử Phật và hoàng tử của vua, khi được nghe nói vậy, tướng quân Vidudapha bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, chư thiên có não hại tâm sanh lại tại đây, có thể đánh đuổi 20 xuất chư thiên không có não hại tâm không sanh lại đây không? Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: tướng quân Vidudapha này là con vua Pase Nadi nước Kosala, ta là con Thế Tôn, nay đã đến thời người con nói chuyện với người con. Rồi tôn giả Ananda nói với tướng quân Vidudapha: này tướng quân, nay ở đây tôi sẽ hỏi lại tướng quân vấn đề này. Nếu có thể được, tướng quân hãy trả lời. Này tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Penadi nước Kosala và tại chỗ của vua Pase Nadi nước Kosala ngự trị, trị vì tại chỗ ấy vua Pase Nadi nước Kosala có thể đánh đuổi 20 xuất vị sa môn hay bà la môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của vua Pase Nadi nước Kosala và chỗ nào Pase Nadi nước Kosala ngự trị, trị vì tại chỗ ấy vua Pase Nadi nước Kosala có thể đánh đuổi 20 xuất vị sa môn hai bà la môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy? Thưa tướng quân nghĩ thế nào? Xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pase Nadi nước Kosala và tại chỗ của vua Pase Nadi nước Kosala không ngự trị, không trị vì tại chỗ ấy vua Pase Nadi nước Kosala có thể đánh đuổi 20 xuất vị sa môn hay bà la môn có công đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống phạm hạnh hay không sống phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không? Thưa tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pase Nadi nước Kosala là tại chỗ của vua Pase Nadi nước Kosala không ngự trị, không trị, tại chỗ ấy vua Pase Nadi nước Kosala không có thể đánh đuổi vân vân ra khỏi chỗ ấy. Thưa tướng quân có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33 không? Thưa vâng, tôn giả, chúng tôi có nghe nói đến chư thiên ở cõi trời 33. Và ở đây, vua Pase Nadi nước Kosala cũng nghe có nói đến chư thiên ở cõi trời 33. Này tướng quân, ông nghĩ thế nào? Vua Pase Nadi nước Kosala có thể đánh đuổi 20 xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy được không? Thưa tôn giả, vua Pase Nadi nước Kosala không thể thấy chư thiên ở cõi trời 33. Làm sao vua có thể đánh đuổi 20 xuất chư thiên ở cõi trời 33 ra khỏi chỗ ấy? Cũng vậy, này tướng quân, chư thiên có não hại tâm sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư thiên không có nào khổ, không có não hại tâm, không sanh lại tại đây. Làm sao có thể đánh đuổi 2 tấn xuất chư thiên không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, hay ra khỏi chỗ ấy được? Rồi,
vua Bát-xê Na Đế Nức Cô Xá Na bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ấy tên gọi là gì? Thưa đại vương, tên là Ananda. Thật hoan hỷ thai, thật hoan hỷ thai, tôn giả Ananda thuyết có nhân duyên, Ananda thuyết liên hệ đến nhân duyên, bạch Thế Tôn có phạm thiên không? Thưa đại vương, sao đại vương có thể nói như vậy? Bạch Thế Tôn có phạm thiên không? Bạch Thế Tôn, phạm thiên có sanh lại tại đây hay không sanh lại tại đây? Thưa đại vương, vốn thưa đại vương, nếu phạm vương có não hại tâm thì phạm thiên ấy có sanh lại tại đây. Nếu không có não hại tâm thời phạm thiên ấy không sanh lại tại đây. 947. Đối với vua thì mọi việc cần sáng tỏ. Vua Bát-xê Na Đế đã làm sáng tỏ những ai nói những lời Phật dạy nhưng truyền đạt xa lời, sai ý. Và vua cũng bày tỏ hoan hỷ trước những câu trả lời của Đức Phật. Rồi một người khác câu với vua Bát-xê Na Đế Nức Cô Xá Na. Câu đại vương, Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa đã đến. Rồi vua Bát-xê Na Đế Nức Cô Xá Na nói với Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa: Này Bà La Môn, ai phổ biến câu chuyện này trong nội cung? Tâu đại vương, tướng quân Viduda Phá. Tướng quân Viduda Phá lại nói: Tâu đại vương, chính Bà La Môn Sanh Chá Giá thuộc dòng họ Akasa. Rồi một người tâu với vua Bát-xê Na Đế Nức Cô Xá Na: Tâu đại vương, nay đã đến thời dùng xe. Rồi vua Bát-xê Na Đế Nức Cô Xá Na bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất trí thiết. Chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho chúng con về sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư thiên Athi Đề Quê, và Thế Tôn đã trả lời về chư thiên. Câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về phạm thiên, và Thế Tôn đã trả lời về phạm thiên. Câu trả lời ấy làm chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên làm chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, những điều gì chúng con hỏi Thế Tôn, vấn đề ấy Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng con hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Đại vương hãy làm gì? Đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bát-xê Na Đế được nước Cô Xá Na hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bạn chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính nhân Bích Tránh Sư ạ. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, quý vị nghe được.
Dạ, gì? Dạ, con đăng cái đảnh lễ Đức Tam Bảo, cái đảnh lễ quý thượng tọa, giảng sư. Kính chào quý thầy cùng nội tràng và quý Phật tử. Cái bài phô Trung Bộ Kinh số 90, Khanh Lá, Cách Thá Lá. Thì chúng ta thấy rằng cái tên của bài kinh này đó, đó là một cái địa danh gần cái dòng, gần cái vườn Lộc Quyển, một cái địa danh. Và đó là cái chỗ mà Đức Phật này ngày cư ngụ, và đó là cái lãnh thổ của Upasenadi. Nói về xuất xứ bài kinh và nói đến cái việc mà Đức Vua vào viện kiến Đức Phật á, thì Đức Vua cũng rất là mừng, và Đức Phật bậc đạo sư này cũng rất là mừng. Và Đức Vua với một cái người đệ tử thường thành á, thì vì chúng ta biết rằng Đức Vua Upasenadi sẽ là vị Phật tổ tương lai, nên hiện tại thì Đức Vua rất là thuần thành trong vấn đề mà muốn diện kiến Đức Phật thì cho người đi thông báo trước. Và chính cái sự thông báo của một người được Đức Phật, được Đức Vua cử đi đó, thì hai cái vị thứ phi nghe được và cũng gửi một cái lời hỏi thăm về Đức Thế Tôn, và cũng muốn Đức Thế Tôn này có một cái lời chúc phúc cho hai cái vị này. Và Đức Vua đã bào diện kiến Đức Phật, và sự nghi ngờ ở trong cái nội tâm của mình, và cái sự nghe và cũng muốn chính miệng Đức Thế Tôn ngày trả lời. Thì thường thường chúng ta biết rằng một Đức Phật xuất hiện ở đời đó, thì chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng Đức Phật là một vị đạo sư đó, vì chư thiên và nhân loại rất là nhiều như vậy đó, là một cái việc làm không phải dễ, phải giải quyết tất cả những câu hỏi, phải trả lời những cái câu hỏi của vua chúa hay chư thiên phạm thiên. Và chúng ta thấy rất là nhiều vấn đề như vậy, nhưng mà Đức Phật là vị chánh đẳng chánh giác rất là đặc biệt xuất hiện ở đời. Chính vì điểm đó nên Đức Vua đã vào hỏi Đức Phật về những cái câu hỏi mà Đức Vua nghe người ta nói như vậy mà không có biết đúng hay không. Và vì muốn được chính miệng Thế Tôn ngày trả lời những cái câu hỏi đó. Và với cái phép lịch sử thì với một cái sự tôn kính thì đã hỏi thăm Đức Thế Tôn về cái phương diện là thích bình thích não và Phật an trú lạc. Đức Thế Tôn ngày hỏi Đức Vua sao mà hai cái vị thứ phi đó là Sô Má và Sắc Cú Lá lại không có nhờ một người khác mà lại nhờ Đức Vua. Và Đức Vua nói rằng do hai cái người này nghe được từ một cái sứ thần của Đức Vua muốn đến diện kiến Đức Phật vào sau khi ăn sáng xong. Chính vì vậy nên hai cái vị này mới gửi lời hỏi thăm và đảnh lễ chân Thế Tôn như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Thế Tôn đó, thì Ngài trả lời những cái câu hỏi mà người ta hiểu sai, hiểu lầm. Vì thường thường luôn các Phật tử chúng ta cho đến bây giờ đó, cũng vẫn có những cái sự hiểu không chính xác về vấn đề, về mỗi sát na tâm chỉ biết một cảnh. Nhưng mà thật sự tâm của chúng ta sanh diệt rất là mau quý vị. Một khải ngón tay như vậy cả triệu triệu sát na sanh diệt. Nên thường thường ngay lúc mà chúng ta nghe, chúng ta có thể nghĩ chuyện này chuyện kia, chúng ta có thể nhớ lại chuyện này chuyện kia, mà chúng ta thấy rất là mau, và chúng ta vui buồn cũng rất là mau. Và chúng ta nghĩ rằng nếu mà tâm biết một cảnh như vậy đó thì sao mà nó mau lẹ như vậy. Nhưng vì chúng ta không có học hỏi được rõ ràng. Vì thường thường đó thì cái dòng tâm chúng ta sinh diệt, hay là cái tivi màu, những cái đơn vị màu nó cũng rất là nhiều để tạo thành một cái màn ảnh. Và trong cái màn ảnh đó thì có rất là nhiều cái hạt màu, nó bố cục thành ở trên cái màn hình mà chúng ta nhìn thấy như vậy. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta đó, nó nhiều sát na, từ hổ kiếp vừa qua, hổ kiếp rúng động, hổ kiếp dứt dòng, rồi khai môn, ngũ song thức, tiếp thâu, thẩm tấn, đoán định, động lực, rồi na cảnh, rồi trở về hổ kiếp, rồi những cái lộ tâm lớn hay rất lớn, chót động lực hay chót na cảnh, lộ tâm nhỏ hay rất nhỏ. Thường thường thì những cái lộ tâm này được học thì học từng phần và từng cái chi tiết như vậy. Thì điều đó được Đức Thế Tôn này dạy trong tạng Abhidhamma A Tỳ Đàm. Và chính vì như vậy nên
cái việc mà ta hiểu Đức Phật này nói về cái bậc có một vị sa môn nào mà toàn tri toàn giác hay là toàn tri đó, là biết tất cả đó. Thì họ nghĩ là một sát na tâm đó, thì làm sao mà có thể biết tất cả, trở thành cái sự lấy cái chỗ này mà hiểu qua chỗ kia đó, mình gọi là si lường đó, thì nó rất là nguy hiểm. Và Đức Thế Tôn là bậc tri kiến đó, toàn hảo. Cái tri kiến toàn hảo nơi đây chúng ta hiểu rằng với cái Phật trí của Đức Thế Tôn đó, ngài sử hiện được, ngài sử dụng được song thông. Song thông đây là một cái trạng thái rất là đặc biệt. Một sát na biết một cảnh mà như vậy mà ngài có thể biết được song thông, có nghĩa là hai vấn đề. Hay là chúng ta thường nói rằng một cái lỗ chân lông đó, vừa nước vừa lửa phun ra. Và nước là một đề mục, lửa là một đề mục mà phải vận hành liên tục như vậy đó, thì chúng ta có thể hiểu lầm. Nhưng mà thật sự đây là cái Phật trí, mà cái trí song thông trí là một cái trí đặc biệt của vị chánh đẳng chánh giác. Chính vì đó nên những cái người ngoại đạo họ không thể nào hiểu được, và họ có thể suy lường những cái gì mà họ nghe từ Đức Thế Tôn, mà họ có thể hiểu lầm lẫn từ cái việc này qua việc kia. Như vậy thì chúng ta biết rằng luôn cả cái tin tức hay là những cái gì mà chúng ta nghe hiện tại đó, từ người này nghe tới người kia, nó cũng mất đi những cái từ ngữ, hoặc là thêm bớt những cái chỗ mà người ta nói, những cái điểm yếu lại những cái điểm mạnh không nói, nói những cái điểm yếu, những cái gì chính đáng không nói, lại nói những cái gì không chính đáng. Thì chuyện đó rất là nhiều. Và những cái điều đó đó thì Đức Vua đã nghi ngờ, thắc mắc và hỏi Đức Phật có đúng như là như vậy không. Đức Phật này nói rằng những người đó nói như vậy là họ xuyên tạc Thế Tôn, không có đúng sự thật. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật là ngài nói rằng ngài là bậc toàn tri diệu giác là thật sự. Vì thì chúng ta biết rằng đối với tất cả chúng sanh thì Đức Phật ngài là một vị Phật tổ đó, ngài quán xét những chúng sanh có duyên. Dù là những chúng sanh ở trên cõi trời Phạm Thiên hay Chư Thiên, như là Phạm Thiên Bát Khát hoặc là Chư Thiên, như là các cái vị Chư Thiên. Dù là chúng sanh ở trong rừng, trong núi, nhưng mà đối với Đức Phật thì chuyện đó nó không trở thành cái chuyện khó khăn, mà cái chuyện đó trở thành rất là dễ dàng khi Đức Phật ngày muốn tế độ chúng sanh có duyên. Và chính điểm đó đó là một cái việc mà Đức Thế Tôn này phải trả lời những cái gì mà Đức Thế Tôn ngày nói có lý, có pháp, có nhân duyên. Có nghĩa là tất cả những điều đó nó đều có nhân duyên hết. Ví dụ chúng ta thấy rằng dù là song thông hay là thần thông đó, dù là thần thông mà nó hiện khởi như vậy đó, chúng ta nhìn, nhưng mà nếu một người mà học hiểu biết về cái pháp tần tự đó thì cũng biết rằng một cái vị mà muốn sử hiện sử dụng thần thông đó, thì cũng phải nhập vào cái lộ thiền và để hiện thông. Nên thường thường quý vị thấy ở trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp có nói rằng sơ nhị tam tứ ngũ thiền mới hiện thông. Thì quá thiện xảo, nên chúng ta thấy những cái câu chuyện mà trong kinh Pháp Cú có nói về cái vị trưởng lão đó có một cái vị Long Vương đó quy y Tăng Bảo, nhưng mà bị Kim Sĩ Điểu Vương đó dí. Và cái móng giò của con đại bàng đó, nó chuẩn bị đụng vào cái da của con rồng. Nhưng mà vị đó nó vẫn dùng thần thông hóa thành một cái núi để nhốt con rồng ở trong cái hang. Cái núi đó nó có hang, và cái hang đó là chứa con rồng. Và con đại bàng nó chỉ vớ vào cái vách núi mà thôi, không có đụng đến cái vị Long Vương. Vì cái vị Long Vương cầu cứu đến Chư Tăng, và chính Chư Tăng trong các cái vị đó có một vị rất là thiện xảo về nhập thiền hiện thông, và đã che chắn cho cái Long Vương này không bị Điểu Vương đó vớ phải vào người. Đó là một cái điều Chư Tăng tán thán vị đó rất là thiện xảo về nhập xuất thiền hiện thông. Và qua các cái đề mục thì chúng ta biết rằng một cái hang động nó phải có cái đề mục hư không, và một cái vách núi như vậy nó phải có đề mục địa đại. Và làm sao để cho cái da con Long Vương đó mà không bị con Điểu Vương đó móc trúng cái da mà nó trở thành móc vào cái núi. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, chúng ta không có thể nào lấy cái trí của mình suy lường được. Mà chỉ có những vị có thần thông đó thì chúng ta biết là thần thông là bất khả tư nghị.
Đó là những cái việc mà không thể nào mình lấy cái gì mà suy lường, vì vị đó đã dùng tâm mà thiện xảo rồi đó. Và tâm thiện xảo thì trong Tăng Chi Bộ Kinh chúng ta cũng có nghe nói, một người đứng bắt một mũi tên, bắn mũi tên mà người đó bay chụp, và một người mà bay chụp bốn mũi tên, bốn hướng người ta bắn bắn mũi tên đó, biết dư di cung và mũi tên bắn rất là lẹ như vậy đó. Nhưng mà một người đó họ có thể bay chụp bốn cái mũi tên đó, nhưng mà tâm nó còn lẹ hơn cái sự bay chụp bốn mũi tên đó. Ở trong Kinh Tăng Chi có thí dụ như vậy. Thì chúng ta biết rằng những cái hình ảnh thí dụ đấy đó, chúng ta rất là khó với cái trí phàm phu, chúng ta chưa chứng ngộ mà chúng ta có thể nghe mà chúng ta không nghi ngờ. Rất là khó. Trừ khi nào chúng ta có đạt được thiền định thần thông rồi chúng ta mới hết nghi ngờ. Đây là cái điểm mà thật sự đó, thì muốn nói đến một cái người mà bớt hoài nghi đó là do học hiểu Phật Pháp và đặt lòng tin vào nơi Tam Bảo thì chúng ta bớt hoài nghi. Nhưng mà chúng ta chưa phải là vị tu đồ vờn. Vị tu đồ vờn mới thật sự là không có hoài nghi về Đức Phật. Vì vị đó đã có khả năng chứng ngộ được những cái lộ siêu thế đạo quả Niết Bàn và chặt đứt những cái phiền não. Nên vị đó có một cái trí đạo trí quả khẳng định cái sự không hoài nghi, không giới cấm thủ và không thân kiến đối với kiết sử đó. Và chúng ta thấy rằng những cái câu mà được nghe qua nghe lại đó, thì ở trong đó có Bà La Môn Sanh Chế Giá là một vị Bà La Môn trong lục sư ngoại đạo nói về cái sự hiểu sai. Và chúng ta cũng thấy có một sự liên quan với tướng quân Quý Đu Đá Phá. Quý Đu Đá Phá thì chúng ta biết rằng đây là con của một bà dòng họ Thích Ca mà Vua Ba Xê Na Đí muốn kết thân để cưới dòng Thích Ca, mà Vua Maha Na Má đã nhận cái cô con gái này trở thành nghĩa nữ để gả cho Đức Vua Ba Xê Na Đí, và sau này sanh ra Thái tử Quý Đu Đá Phá Tỳ Lưu Ly đó. Thì chúng ta biết từ cái việc mà nghe sai và hiểu sai, nói sai rồi nói từ qua người này người kia đó, Đức Vua Ngài muốn làm sáng tỏ. Và khi hỏi biết có liên quan đến Bà La Môn Sanh Chế Giá và cho triệu Bà La Môn Sanh Chế Giá và hỏi, và liên quan đến cái việc mà Sanh Chế Giá nói như vậy, nhưng mà rồi Quý Đu Đá Phá cũng có nghe, và cái việc đó nghe vòng quanh và nó đã thất thoát cái sự thật, nó không có đúng sự thật. Và chính cái người nói đầu tiên đã không có nói đúng sự thật. Điều này được ví dụ như người mù rời voi vậy đó. Người mù thì họ rời con voi, họ có thể nói con voi khi họ rời trúng cái gì thì họ nói cái đó, nhưng mà thật sự đó, hoàn toàn họ không thấy được con voi mà họ chỉ nói vấn đề chứ không có chính xác được. Thì cũng như vậy, về những vị ngoại đạo như là Sanh Chế Giá là một vị có tà kiến thì không thể nào có chánh kiến để có thể hiểu được lời dạy của Đức Phật một cái cách cực kỳ khó khăn. Và Đức Vua Ba Xê Na Đí hỏi về bốn giai cấp. Bốn giai cấp thì chúng ta thấy Bà La Môn và Sắc Đế Lị là hai giai cấp mà cao. Và Đức Thế Tôn Ngài cũng có nói về vấn đề này. Và Vua Ba Xê Na Đí muốn hỏi về cái tương lai. Cái tương lai có nghĩa là cái sanh thú của những vị này, hoặc là những cái vị này khi mà đạt được đạo quả đó, hay là đạt được những cái thành đạt đó, nó có khác biệt gì không? Đức Thế Tôn Ngài đã đưa ra hình ảnh thí dụ một người mà đạt được siêu thế đạo quả đó, thì nó giống như ngọn lửa, dù là cây sa la, hay là dù là cây bàn, cây trắc, dù là cây câm xe hay cây gõ, khi đốt lửa đó, thì cái ngọn lửa nó cũng là nóng, ánh sáng nó cũng là sáng. Và cái ngọn lửa sáng, ánh sáng và như vậy nó cũng giống nhau. Dù là cái cây mít, cây xoài, cây sa la, hay là cây câm xe, hay là cây giá tỵ, hay là cây gõ đỏ, thì đốt đó, nó đều có cái ngọn lửa nóng và có cái ánh sáng như vậy. Thì trong bốn giai cấp đó, đắc đạo quả không khác biệt. Không khác biệt ở Đức Phật Ngài nó muốn nói đến cái sự đắc đạo quả rồi đó, thì giai cấp Bà La Môn, Sắc Đế Lị, hay là Vệ Xã, hay là Thủ Đà đó, cái đắc đạo quả đều được gọi là thánh, mà chúng ta gọi là thánh tăng á, gồm có bốn đôi tám vị đó. Thì vị nào đều đắc tu đồ quần á thì đều gọi là
đạo Tu Đà Quần, quả Tu Đà Quần, chứ không phải là Bà La Môn đó đắc Tu Đà Quần, sắc đến lị đắc Tu Đà Quần là khác nhau, không phải. Trên cái phương diện mà pháp nghĩa và ngữ hay là về cái sự chứng ngộ đó, nó không có khác biệt. Chính điều này đó, Đức Phật Ngài đã trả lời cho rất là nhiều vị khi hỏi về phàm phu và bậc thánh, thì Đức Phật Ngài nói rằng chỉ có thánh nhân là tri kiến đồng đẳng, chứ còn tri kiến thánh nhân là Tu Đà Quần đồng đẳng với Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thì đồng đẳng với A Na Hàm, A La Hán đồng đẳng với A La Hán, không có khác biệt trên cái phương diện trí tuệ của bậc thánh. Còn khi mà nói đến phàm phu á, thì cái trí tuệ nó khác biệt. Chúng ta thấy phàm phu á, thì một người có tu tập và người không có tu tập với trí tuệ khác biệt cũng khác biệt. Như vậy thì Đức Phật Ngài đã trả lời, và cái câu trả lời này cũng rất là nhiều cho các vị, chứ không phải riêng cho vua Pasena Đí, cho rất là nhiều những cái vị tỳ khu, cho những vị sa môn, bà la môn hỏi Đức Phật. Và vua Pasena Đí đó muốn hỏi Đức Thế Tôn về vấn đề chư thiên, vấn đề chư thiên. Đức Thế Tôn đó, khi mà Ngài nói về những cái giai cấp đó, thì Ngài nói về vấn đề quấn điện bò, voi, ngựa. Nhưng mà những người nào đó có năm cái tinh cần chi đó, là muốn nói đến một người mà có sự tinh tấn, có trí tuệ, có ít bệnh, ít não, có sự nhiệt tâm, không có sự dối trá. Nếu người nào có năm cái tinh cần chi đó, đó hành trì đó, thì đều có thể nỗ lực để đắc được đạo quả. Và khi mà đắc đạo quả rồi, không có sự khác biệt, không có sự khác biệt ở trong cái giai cấp đó và trong cái năm cái pháp tinh cần chi mà một người có được đó, thì họ sẽ đạt được trên cái phương diện mà để giống nhau trên phương diện đạo quả, phương diện đạo quả niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói về cái lòng tin, mà người nào tin tưởng cái sự giác ngộ của Đức Phật, và người nào mà ít cái bệnh, ít não, người đó với cái sự tiêu hóa, hay là đối với cái sự mà tinh tấn nỗ lực, không có gian trá, không có xảo trá, sống với những cái vị tu tập sáng suốt và đồng phạm hạnh, và siêng năng tinh tấn từ bỏ những cái ác pháp, tu tập những thiện pháp, kiên trì kiên cố để từ bỏ nặng đối với các thiện pháp. Vì ấy có trí tuệ để thấy được cái sự sanh diệt của các pháp hữu vi, để thể nhập vào thánh, đến chân chánh đoạn diệt đạo khổ đau. Những vị thánh Tu Đà Quần, những vị thánh Tư Đà Hàm, vị thánh A Na Hàm. Và Đức Phật nói về năm cái tinh cần chi này, đối với bốn giai cấp mà thực hiện được năm tinh cần chi này đó, sẽ đưa đến hạnh phúc mà an lạc lâu dài cho họ. Rồi Đức Vua là hỏi về vấn đề chư thiên. Thì chúng ta thấy rằng khi mà hỏi đến vấn đề chư thiên đó, thì Đức Phật Ngài có trả lời. Đức Vua hỏi rằng những vị chư thiên đó nào còn sanh lại cõi người. Thì Đức Phật Ngài nói rằng chư thiên nào không có não hại tâm. Thì chúng ta biết rằng não hại tâm đó là cái tâm của một cái trạng thái tâm sân, mà nó có bốn sở hữu bất thiện, về thuộc về phân sân phần, và bốn sở hữu bất thiện thuộc chi phần, đó là si, vô tào, như ý, phóng dật và sân tật lãnh hối. Và hễ một cái người mà có não hại tâm á, thì chính là có sân tật, là những cái trạng thái sân làm việc đau khổ cho người khác. Và Đức Phật Ngài nói rằng nếu người nào còn cái tâm sân á, thì còn tái sanh vào làm chư thiên và tái sanh vào cõi nhân loại, vì người đó là cái nghĩa là chưa đắc đạo quả A Na Hàm. Nếu nói thì chi pháp, nói theo cái ví dụ pháp đó, thì rõ ràng là như vậy. Rồi khi mà nghe đến cái câu đó đó, thì Thái tử Quy Đu Đá Phá đó mới có cái sự suy nghĩ và muốn hỏi Đức Thế Tôn đó, là chư thiên có não hệ tâm đó, và sanh trở lại đó, thì có thể đánh đuổi chư thiên không có não hệ tâm. Thì chúng ta thấy rằng Tôn giả Ananda đó biết được vấn đề này và nghĩ rằng Đức Vua đã nói chuyện với Đức Phật. Bây giờ Thái tử Quy Đu Đá Phá muốn hỏi vào thì Tôn giả Ananda mới trả lời. Và Tôn giả Ananda trả lời với cái trí tuệ của mình đó, vận dụng cái trí tuệ của mình đó, nói về chư thiên có não hại và chư thiên không có não hại.
cũng giống như cái lãnh địa của Yuvasa nó biết, ngoài cái lãnh địa đó đó thì những vị Sa môn Bà La Môn đó vua có làm gì được không? À thì vua không thể nào làm được. À, vua không thể nào làm được những người mà ở ngoài cái lãnh địa, cái vương quốc của đức vua. Thì cũng vậy, chúng ta thấy rằng là đối với loài người chúng ta đó, chúng ta không thể nào mà làm gì chư thiên được. Vì chư thiên là sắc tế, chư thiên là có thần thông, chư thiên có những cái phép lạ. Và chúng ta chỉ bị ảnh hưởng khi mà chúng ta ác tâm đó, chư thiên họ chuyển tâm chúng ta, mà chúng ta thường thường gọi trong vi diệu pháp gọi là ý trợ đó. Chư thiên họ có thể chuyển tâm chúng ta để chúng ta có thể làm những việc này việc kia. À, như là trong bài kinh Niết Bàn đó, Đức Phật thì có nói chư thiên chuyển tâm đức vua để xây cái thành phố Ba Ta Ly đó. Ừ. Nhưng mà loài người thì không có khả năng để đánh phá chư thiên được, không có vấn đề đâu quý vị. Tại chư thiên á, là họ tái sanh, họ không có bằng, không có sắc thô như chúng ta. Mà chư thiên đó là chỉ những người có sắc tế, và chư thiên đó chỉ sợ như bậc thánh thôi. Chúng ta thấy trong Cốc Cô Độc và đuổi vị chư thiên nữ ở lầu tư đó, à, chỉ sợ bậc thánh, vì bậc thánh á, có một cái năng lực từ cái đạo lực. Vì đó nên những vị chư thiên không có thể nào mà làm gì được. Còn đối với những người mà có ác tâm hay là có não hại tâm đó, thì không có thể làm gì được chư thiên. Và Tôn giả Nanda đã nói, đưa ra cái cách thí dụ như vậy đó. Thì hỏi vui đu, hỏi hoàng tử Vi Đu Đa Phá như vậy đó, thì đức vua Ba Xê Na Đí có làm gì được không? Nó không làm gì được. Và vua Ba Xê Na Đí có thể thấy được chư thiên 33 không? Cũng không thấy được. Và không thấy được thì làm sao làm gì được? Đó là những cái cách mà Tôn giả Ananda trả lời. Và lúc bấy giờ thì đức vua nghe Tôn giả Ananda trả lời, thì đức vua hỏi và Đức Phật để xác định đây là đệ tử thị giả của Đức Phật. Thì đức vua ngày rất là hoan hỷ, ngày tán thán, cũng giống như Đức Phật vậy, thuyết pháp có nhân duyên, thuyết pháp có nhân duyên và có cái sự nhân duyên về sự sai biệt. Rồi chúng ta thấy rằng đức vua đó hỏi về Phạm Thiên và cũng hỏi về Phạm Thiên có não hại, Phạm Thiên nào có sanh trở lại đây. Thì Đức Phật ngài cũng nói Phạm Thiên có não hại sẽ sanh lại cõi nhân loại. Thì rõ ràng chúng ta biết rằng những vị Phạm Thiên mà chưa đắc quả A Na Hàm vẫn phải tái sanh. Vẫn phải tái sanh vì sao vậy? Vì thường thường chúng ta biết rằng đối với rất là nhiều chúng sanh đắc thiền, sanh về cõi Phạm Thiên, nhưng mà cũng hoại thiền sanh xuống cõi khổ. À, cũng sanh xuống nhân loại quý vị. Nên ở trong cái bài kinh Phạm Võng á, nói về 62 cái loại tà kiến á, thì rất là nhiều những cái tư tưởng của những người đắc thiền. Và những người đắc thiền đó là ở trong Vi Diệu Pháp có nói rằng những người Phạm Thiên, họ hoại thiền gọi Phạm Thiên, họ sanh xuống nhân loại. Và họ là người tạm nhân nên họ tu thiền, họ rất là dễ đắc thiền. Vì cái duyên đời trước họ từng làm vị Phạm Thiên đắc thiền, nên bây giờ họ tu thiền là họ dễ đắc. Và khi họ dễ đắc như vậy đó, họ cũng sanh lên những loại tà kiến. À, vì họ chưa đoạn trừ được những cái thân kiến hoài như cấm thủ hay dục ái và sân. À, nên họ vẫn còn cái não hại tâm. À, nên Đức Phật kể trả lời với vua đó là những vị Phạm Thiên có não hại tâm còn sanh lại cõi nhân loại này. À, đó là cái ý nghĩa của chi pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài đã trả lời toàn diện những cái câu hỏi mà đức vua thắc mắc, và cái câu hỏi xen vào của ông hoàng Quý Đu La Phá đó thì cũng được Tôn giả Ananda giải đáp thắc mắc cho đức vua cũng như hoàng tử cũng thỏa mãn. Và những vị đó rất là hoan hỷ khi mà hỏi về vấn đề của những cái giai cấp, vấn đề của chư thiên Phạm Thiên, vấn đề của tương lai của các cái người các trong bốn giai cấp. Đều được Đức Phật kể trả lời, các vị đó hoan hỷ, với hoan hỷ trong cái sự trả lời có nhân duyên của Đức Phật và của Tôn giả Ananda. Như vậy thì ở trong cái bài kinh này á, cho chúng ta thấy rằng á, Đức Thế Tôn á, là một vị thiên nhân chi đạo sư. Ngài phải giải quyết rất là nhiều những vấn đề, mà ở trong đó có những vị Sắc Đế Vị Bà La Môn, những vị vua chúa, những vị chư thiên Phạm Thiên mà hỏi Ngài, Ngài đều trả lời thỏa đáng, vì Ngài biết có nhân duyên, Ngài thuyết giảng có nhân duyên và Ngài trình bày có nhân duyên. Và chính những điều đó nó là sự thật. Cũng giống như bây giờ chúng ta nói về một cái lúa mà chúng ta hái lúa được đó, thì chúng ta biết rằng mình phải
gieo giống, rồi phải cày bừa, phải bỏ phân thuốc, rồi phải nhổ cỏ, phải ngăn ngừa những cái loài làm não hại lúa, và chờ cho lúa chín rồi thu hoạch lúa. Thì nó phải trải qua những cái giai đoạn, những giai đoạn đó mình gọi là nhân duyên để có lúa. Thu hoạch được lúa chín thì nó phải có nhiều cái nhân duyên. Nhân duyên của mưa, gió, nước, ruộng, rồi chuột bọ, sâu bệnh, rồi đúng thời gian, đúng mùa màng, thuận theo theo cái mùa màng thì mới thu hoạch được. Chứ còn nếu có trở ngại thì rất là khó để mà thu hoạch mùa màng. Như vậy cái sự nhân duyên mà có lúa nó từ nhiều cái vấn đề, nó trải qua cái thời gian và nó phải hoàn hảo những cái chu kỳ phát triển, và nó được sinh trưởng tốt tươi, và nó có những cái năng lượng dinh dưỡng để nó lớn mạnh thì có thể thu hoạch được. Thì Đức Vua đã tán thán Đức Phật và bạch với Đức Phật là Đức Vua thì rất là nhiều việc và Đức Vua cần phải để giải quyết công việc, và Đức Phật ngày đã nói Đức Vua hãy làm những gì hợp thời. Như vậy thì ở trong cái bài học này, nói chung thì bài học rất là dài, nhưng mà những cái ý chính ở trong cái bài học là như vậy. Con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày. Bây giờ thì con xin kết thúc cái buổi giảng. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại để điều hợp phần thảo luận với chư tôn Thượng Tọa. Con kính đảnh lễ quý ngài và con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa Giác Đẳng. Sa thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Đăng đã từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Hoa Nguyệt. Và con xin thay mặt đạo tràng cùng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng ha. Dạ, con thấy cơm im ru nên dạ mong đạo tràng hoan hỷ, xả sư chạy ra chạy vào, có lẽ đường nét sư không ổn định. Con thành kính lễ ngài Tỳ Siêu vừa quan lâm vào đạo tràng, và con thấy Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại bằng cái đích chùa Pháp Lưng. Con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú kính chừng Thượng Tọa Pháp Đăng. Bạch Thượng Tọa Thiền Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa nghe được xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời dùm cho câu thảo luận đầu tiên. Quý Phật tử hoan hỷ, chúng tôi đang nói chuyện trên phone đó. Nếu Thượng Tọa Thiền Siêu có đưa tay để quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết dùm là Thượng Tọa Thiền Siêu có nghe được không? Dạ, quý vị có thấy Thượng Tọa Thiền Siêu đưa tay không hả? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Thiền Siêu, Thượng Tọa có ở trước máy và Thượng Tọa có nghe được không? Dạ, chưa nghe nói gì. Quý vị của Phật tử quan hỷ tắt đánh nhầm chị tôi một câu hỏi rằng xin thỉnh Thượng Tọa Thiền Siêu thích là theo Phật Pháp, đặc biệt là theo A Di Đà thì mỗi một tâm chỉ biết có một cảnh
và không thể một tâm mà biết được nhiều cảnh kể, một tâm mà có thể biết một lần quá khứ, hiện tại, vị lai, thì xin thượng tọa được siêu giảng cái ý nghĩa thế nào là tại sao mỗi một tâm chỉ biết một lần có một cảnh thôi. Kính thỉnh thượng tọa tỷ sư. À, xin hỏi quý vị có nghe được chúng ta nói không? Ồ, sao lạ. Sao chúng ta nói thì quý vị nghe rõ, mà sao các vị nói thì chúng tôi lại không nghe được cái gì? Thế là khổ cho chúng tôi rồi. Cứ phải nói hoài. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, theo A Tỳ Đàm thì mỗi một tâm biết một cảnh. Cái trường hợp này cũng rất là dễ hiểu, bởi vì khi căn tiếp xúc với cảnh để phát sanh thức, thức ấy có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có nhất hành, có mạng quyền, có tác ý. Thí dụ như nhãn căn là con mắt là thấy cảnh sắc, là phát sinh lên nhận thức. Nhận thức thì trong đó có nhận xúc, có nhận thọ, có sắc tưởng, có sắc tư, vân vân. Thì như vậy cái tâm nhận thức nó chỉ biết có duy nhất là cảnh sắc thôi, chứ không biết các cái cảnh khác. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy. Nhĩ thức thì chỉ biết cảnh thân, vân vân. Nhưng mà đối với ý giới, tức là hai tâm tiếp thu và tâm khởi ngôn ngữ, mặc dù nói rằng ý giới biết được năm cảnh, nhưng mà thực ra thì nếu như khai ngũ môn ý giới, ý giới khai ngũ môn, nó khai mở cho lộ nhãn thì nó chỉ biết một cảnh sắc, khai mở cho lộ nhĩ, lộ nhĩ môn thì nó biết cảnh thinh. Khi nó khai mở cho lộ tỷ môn thì nó biết cảnh khí,
khai mở cho lộ thiệt môn thì biết cảnh vị, khai mở cho lộ thân môn thì biết cảnh xúc. Hạ tinh tức thôn cũng vậy. Nếu như mà nó sanh liên tiếp với, nó sanh tiếp nối với tâm nhãn thức thì nó chỉ biết cảnh sắc. Mà tâm tiếp thu mà nó sanh tiếp nối với tâm nhĩ thức thì nó biết cảnh thinh, vân vân. Cái đó gọi là tâm biết một cảnh trong một lộ trình, trong lộ trình tâm. Bởi vì tâm cực nhạy thì một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na, thì mỗi sắc na sinh khởi thì nó chỉ biết một cảnh rồi nó diệt. Chứ làm sao mà có thể biết được nhiều cảnh, vừa là quá khứ, vừa là hiện tại, vừa là tương lai. Ngũ sông thức thì chỉ biết cảnh hiện tại thôi, cảnh sắc, hoặc cảnh thinh, hoặc cảnh khí, hoặc cảnh vị, hoặc cảnh xúc. Ý giới nó cũng chỉ biết một trong năm cảnh hiện tại. Còn riêng về ý thức giới thì nó biết một trong sáu cảnh sắc thinh khi bị xuất phát. Nhưng mà hễ khi nào mà nó biết cảnh hiện tại do tác ý với cái cảnh hiện tại, như cảnh sắc đang có, cảnh thinh đang có, vân vân. Còn suy nghĩ cảnh sắc có những cái thứ cảnh danh pháp đó, khi nào tác ý đến, tâm pháp đã diệt thì như vậy gọi là biết cảnh quá khứ. Còn khi mà tác ý đến cảnh vị lai thì gọi là biết một cảnh vị lai. Còn khi nào tác ý đến cảnh hiện tại thì nó biết cảnh hiện tại. Chứ không thể cùng một lúc một cái sắc na tâm đó mà có thể biết được nhiều cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai chung một cái. Ở đây tâm chỉ biết một cảnh, chúng ta có thể nói tóm tắt lại vì nó sanh trong một những sắc na tâm đó, nó sanh theo cái lộ trình tâm chích tâm quy thiết. Mà hễ nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn mà nó bắt một cảnh nào thì tất cả sát na tâm diễn ra trong cái lộ trình đó thì nó chỉ biết cảnh đó thôi. Thứ hai là về tích tốc độ của tâm nó diễn biến rất nhanh, do đó đây là ý nghĩa của câu thảo luận số 1 mà chúng tôi xin được trình bày. Tất nhiên là khi mà trình bày qua cái khí cạnh Atidam thì dùng những cái từ ngữ Phật học
những cái từ ngữ Phật hỏi Thì Đàm cũng như cách lý giải của Thì Đàm thì sẽ khiến cho một số người, một số Phật tử chúng ta, những người chưa có học A Di Đà hoặc là học mà chưa có sâu thì chúng ta sẽ khó hiểu, khó nắm bắt được ý nghĩa. Nhưng mà vì cái nội dung của câu hỏi cho nên chúng tôi chỉ trình bày theo cái phạm vi của câu hỏi thôi. Kính thỉnh Thượng Tọa Giới Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thủ kính thiền Thượng Tọa Thầy Siêu. Có một câu hỏi nữa cũng xin được hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu trước khi để Thượng Tọa đi nghỉ. Nhưng mà trước khi nêu lên câu hỏi thì cũng xin thưa với nhờ quý Phật tử quan hỷ cho Thượng Tọa tác chát cho Thượng Tọa Thầy Siêu biết rằng chúng ta còn một câu hỏi nữa sẽ hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu trong giây lát để Thượng Tọa Thầy Siêu có thể nghe được. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nhân dịp này trước khi nêu lên câu hỏi cho Thượng Tọa Thầy Siêu cũng nói thêm một việc là nhưng cái bài học ngày hôm nay đó nó cũng có cái chuyện rất là thú vị về Ni Sư Trí Hải với một cái dịch giả rất là nổi tiếng với Tây Phương là Tỳ Kheo Bô Lý, tức là Ngài Bô Lý. Thì Ni Sư Trí Hải trong một cái quyển một quyển sách đó, Ni Sư có đề cập rằng cái chuyện mà nhất thiết chủng trí gọi là biết tất cả đó mà thật sự đó là chỉ là một cách là cái thượng tọa bộ gắn cho Đức Phật, dùng chữ thượng tọa bộ gắn cho Đức Phật. Thì cái thượng tọa bộ là chỉ cho Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, thì chuyện đó không có sai, nhưng gọi là gắn tức là dựng lên đặt cho Đức Phật chứ không phải là không có. Thì có một vài người rất là ngạc nhiên tại sao mà lại có cái chuyện mà thượng tọa bộ gắn cho Đức Phật. Thì Ni Sư lại trích một cái lời của Ngài Bô Lý ở trong cái sớ giải á, thì Ngài Bố Lý, Ngài nói rằng theo Phật giáo Nguyên Thủy Theravada đó, thì Đức Phật, Ngài có nhất thiết chủng trí là Ngài có toàn tri, nhưng mà không phải là Ngài sử dụng cái nhất thiết chủng trí đó toàn thời và luôn luôn sử dụng nhất thiết chủng trí đó. Tức là khi nào Ngài vận dụng thì Ngài mới xài tới, chứ bình thường Ngài không có dùng đến. Nhưng mà cái cách viết của Ngài Bố Lý ở trong bản tiếng Anh đó thì nó nhẹ nhàng hơn và nó sáng hơn. Nhưng mà khi mà Ni Sư Trí Hải mà đổi sang tiếng Việt nói là thượng tọa bộ gắn cho Đức Phật á, thì nghe rất là nặng nề. Ở đây chúng tôi cũng nói quý vị rằng ở trên phương diện về dịch thuật á, đôi khi nó rất là đôi khi nó rất là hại nếu chúng ta không có cẩn thận. Và đây là một việc mà tất cả chúng ta cần phải đặt vấn đề. Thì bây giờ quý vị quan hỷ giúp chúng tôi đánh một câu hỏi cho Thượng Tọa Tề Siêu đó, là có phải chăng những cái ngộ nhận rất thường xảy ra ở trong Phật học, những ngộ nhận tức là hiểu sai lọc lại sai, có phải là ngộ nhận là một điều thường được xảy ra, và làm thế nào để giảm bớt những cái ngộ nhận như vậy? Theo ý kiến Thượng Tọa Tề Siêu, xin quý vị quan hỷ tắt chat lên và thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu quan hỷ cho một vài cái lời trình bày về điểm này, kính thỉnh Thượng Tọa. Kính thưa quý vị, chúng tôi chỉ trục trặc lúc đầu thôi, nhưng mà qua đến cái sự lúc mà Thượng Tọa trình bày về cái lời dịch của Ni Sư Trí Hải và cái bản chú giải tiếng Anh của Ngài Bô Lý, Ngài Bố Thí, chúng tôi nghe rất rõ. Cho nên trong cái câu hỏi này chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giới Đẳng mà chúng tôi vừa nghe được. Kính thưa quý vị, quả thật vậy, người mà
dịch kinh điển, không phải chỉ là rành rẽ về ngôn ngữ của cái loại ngôn ngữ, chẳng hạn như ngôn ngữ tiếng Anh hay ngôn ngữ tiếng Pháp, hoặc là ngôn ngữ tiếng Đức, hoặc là ngôn ngữ Bali, chỉ rành về từ ngữ, chữ đâu nghĩa đó. Rành như vậy rồi cái dịch nhiều khi nó sai quý vị. Cái đó là chưa nói đến cái chuyện mà gặp những cái câu văn, những cái cụm từ, những cái thành ngữ mà không thấy nghĩa rồi cái phóng đại, phóng đại một cách là vô ý thức, nghĩa là không biết là mình nói như vậy, mình viết như vậy, mình dịch như vậy nó có sáng hay không, có sáng nghĩa hay không, có đúng hay không, hay là vô tình mình xuyên tạc. Xuyên tạc Đức Phật, hoặc là xuyên tạc giáo pháp, hoặc là mình xuyên tạc một cái hệ phái nào đó. Thí dụ như trường hợp mà dịch mà nói rằng là cái nhất thiết chủng trí á, là do Thượng Tọa Bộ Gán cho Đức Phật, chứ vì thật không có. Cái trường hợp này là bậy vô cùng. Chúng tôi không còn dùng cái từ mà nó lịch sự nữa, mà chúng tôi phải nói là dịch như vậy là bậy lắm. Danh từ thiết chủng trí Sapanyu làm sao mà nói như vậy thì Phật giáo Nguyên Thủy, kinh điển Pali đó, kinh tạng Pali đó, là tự nhiên gán cho Đức Phật. Thì vậy Đức Phật là ai? Đức Phật không có nhất thiết chủng trí. Cho nên dịch cái chỗ này rất là nguy hiểm thôi. Quý vị có biết có khi mà chúng tôi dịch kinh đó, thì chúng tôi phải dịch vận dụng hết tất cả ý nghĩa chỗ này ở trong A Tỳ Đàm nói thì sao, ở trong luật tạng nói thì sao, trong kinh tạng nói thì sao. Trên hết là chúng tôi phải đặt Đức Phật ở trên đầu chúng tôi kìa. Chúng tôi không dám nói những gì mà mình còn mơ hồ mà mình nói đại, và nói như vậy vô tình là phỉ báng Đức Phật. Cho nên trước hết, để mà chúng ta giảm đi, giảm bớt những cái sự ngộ nhận đó, là chúng ta phải có cái sự thận trọng. Khi nào mà mình viết một câu nào, mình phải tự mình phải hiểu câu đó cái đã, trước khi người độc giả đọc cái bản dịch của mình. Mình là người dịch giả, mình là người dịch, mình phải hiểu cái đó trước. Cũng giống như khi mà thuyết giảng quý vị, mình là cái người pháp sư, là vị giảng sư giảng cái pháp đó. Mình giảng câu nào ra, mình phải tự hỏi chính mình, mình nói như vậy mình có hiểu hay không. Nếu mình không, mình nói cái gì mà mình không hiểu, mình cứ dùng từ mình lắp ghép để cho nó xong chuyện đó, là khiến cho người khác nghe không hiểu rồi hết, người ta sẽ hiểu sai hiểu lầm. Cái thứ nhất là mình phải thận trọng. Cái thứ hai đó là chúng ta phải có cái lòng tịnh tín nơi Phật, tịnh tín nơi Pháp, tịnh tín nơi Tăng. Cái lòng tịnh tín ở đây đó, nói theo vua Pasenadi gọi là Thamma Anguajat, Thamma Anguajat, tức là cái truyền thống Pháp,
cái pháp truyền thống là luôn luôn mình phải biết rằng là mình phải trân quý một điều Samma Sambuddhava, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác. Svakato Phakvata Thammo, giáo pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Mà chưa nữa, chúng ta phải hiểu rằng Sambuddhipanno Phakvato Savakasankho, chúng tinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc thiện hành. Bởi tại sao vậy? Pháp làm chuẩn. Nếu mà mình không có trân trọng giáo pháp thì có nghĩa là chúng ta phỉ báng Đức Phật, chúng ta không có kính Đức Phật, bởi Đức Phật thuyết mà. Rồi lại nữa, có những pháp mà các vị đệ tử, các vị thinh văn của Đức Phật thuyết và các ngài dẫn chứng Phật ngôn, mà bây giờ mình không có cái lòng tin đối với các vị A-la-hán, mình cho rằng A-la-hán là thấp hơn hạng Bồ-Tát gì gì đó, thì chúng ta nghĩ vậy là bậy. Mà nghĩ vậy bậy rồi thì tự nhiên là cái lời thuyết giảng của tôn giả Xá Lợi Phất hay là tôn giả Mokkalana, tôn giả Kacchana là chúng ta nói sai hết, là bởi chúng ta không tin các ngài. Chúng ta cho rằng các ngài là thấp kém. Thổi đời nay mà nói rằng tôn giả Xá Lợi Phất mà tranh luận không tranh luận lợi với cái ông Duy Ma Cật nào đó thì như vậy cái trường hợp này quá sai đi, quá sai đi thưa quý vị. Mà nếu mà một người mà có một cái tư ý như vậy đó, có một cái thiên kiến như vậy, một cái thành kiến như vậy thì không bao giờ dịch kinh Pali mà trúng với cái chính nghĩa Pali hết. Chúng tôi nói thẳng. Cho nên thứ hai là phải có cái lòng tin tuyệt đối nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Và cái thứ ba đó là khi mà dịch kinh đó, chúng ta phải gác lại qua một bên về vấn đề tiếng tâm của mình, danh vọng nó đi đến. Đừng cho rằng là mình dịch nhiều sách thiên hạ họ sẽ ngưỡng mộ, không phải vậy. Mình dịch một quyển thôi, nhưng mà mình trân trọng cái quyển đó, cái quyển đó để đời cho người ta đọc, người ta hiểu, người ta tu cho nó đúng. Thì như vậy một quyển nó hay hơn cứ tháng ra quyển, tháng in ra quyển một tác phẩm, mà tác phẩm chẳng ra cái gì cả, nói chuyện tầm bậy tầm bạ không. Thì như vậy người ta sẽ, người trí họ biết được là họ sẽ khinh thường, họ sẽ coi thường. Cho nên ở đây mình phải nghĩ đến, mình phải nghĩ đến cái chuyện là tội lỗi. Và cuối cùng là chúng ta nên biết rằng khi mà mình viết lách hay mình soạn dịch nó sẽ ảnh hưởng cho mình đời này đời sau. Người ta nói rằng là một ông thầy thuốc mà lầm thì làm hại một vài bệnh nhân thôi, là chết một vài bệnh nhân thôi. Một nhà văn, một nhà chính trị mà lầm thì hại một nước, chỉ một nước thôi. Một nhà văn mà lầm lạc cái tri kiến đó, thì là làm hại một cái thế hệ, một cái thế hệ đời con đời cháu vân vân, một thế hệ đó. Nhưng mà một nhà tư tưởng, một nhà tôn giáo mà lầm thì hại cho chúng sinh vô lượng kiếp, hại cho mình nữa. Cho nên mình phải nghĩ đến chỗ đó, mình luôn luôn lúc nào mình cũng thận trọng. Tất nhiên ăn cơm còn phải đổ, không ai là không có những cái sai, những cái khuyết điểm.
Nhưng mà một quyển phải đọc đi đọc lại nhiều lần, và phải so sánh cái kinh đối chiếu với luật, xem coi cái câu đó, lời nói đó mà nói như vậy, mà giải thích như vậy, mà nó đúng với kinh với luật hay không, và có cái sự đụng chạm hay không, sự đụng chạm giữa cái hệ phái này sang hệ phái khác, hay cái truyền thống này và truyền thống khác hay không. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta có được bốn cái yếu tố này, nó sẽ giúp cho chúng ta tránh bớt đi, chúng ta giảm bớt đi cái sự ngộ nhận, bớt đi cái sự sai lầm khi mà chúng ta diễn dương về Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa chư tổ thầy siêu. Thưa quý vị, chúng tôi sắp có thể trở lại để mà viết được cái câu thảo luận, nhưng mà câu thảo luận này thì nhờ quý vị có thể viết giùm, và quý vị có thể hỏi dùm thượng tọa Pháp Tân thử xem thượng tọa có nghe được không, và nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Nếu thượng thấy thượng tọa Pháp Tân đưa tay, do ô dạ tốt rồi, thượng tọa Pháp Tân ở trong cái nhìn của chúng ta trong xã hội này đó, có những người họ có thế lực, có những người họ có ảnh hưởng, ví dụ như một người có quyền cao chức trọng và với một nhà văn hóa có nhiều ảnh hưởng, khi mà chúng ta nói chư thiên có phước về mặt này, có phước về mặt kia, thì người ta có câu nói rằng trời hại mình mới chết, chứ người ta hại không mới chết. Thì nếu chúng ta sống ở trong xã hội mà chúng ta tin hoàn toàn vào phước báo của mình, và phước báo của mình không có cần quan tâm đến những cái chuyện khác, mà hễ mình có phước ấy, thì không ai có thể hại mình được, thì tự tỏ nghĩ cái niềm tin có đúng không? Ví dụ như là ở trong xã hội mình biết rằng có nhiều người họ có thế lực, ngay cả những người trong xã hội đen họ cũng đi ảnh hưởng mình được, họ giết mình được, nhưng mà nếu mà mình nghĩ rằng mình đã có cái phước thì không ai hại mình được, và thì cái niềm tin đến như vậy có xác đáng không? Xin kính thỉnh thưa tội pháp tư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đắng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tề Quyền. Cùng Chư Tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Điều này thì con nghĩ đó là cuộc sống này đó thì nó có lẽ là nó chúng ta cũng thừa hưởng cái tất cả những cái nghiệp của mình. Thừa hưởng cái nghiệp của mình. Tức là dạ con thỉnh người siêu nghỉ sớm, để phần còn lại thì là còn Chư Tăng sẽ thảo luận, thì cũng không còn vào thời gian bao lâu nữa. Thì trở lại cái câu hỏi đó, thì con nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta thì nó có cái nó có chịu tương tác của nghiệp rất là nhiều, trong đó có cái quả của nghiệp thiện, quả của cái nghiệp ác đó. Và sự thật ra thì đối với cái người tu Phật đó, thì mình tin vào nghiệp, quả của nghiệp. Và do vậy đó thì khi mà người ta nói rằng là chỉ có trời hại mình, người khác hại mình không được á, thì theo quan điểm của những người tu Phật thì con nghĩ rằng mình tin ở nhân quả thì là ở nơi cái nghiệp báo. Nơi nghiệp báo thì có những việc đó, thì con nghĩ rằng là nếu mà mình không có cái nghiệp xấu á, thì mình cũng không có, mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì cũng không đến nổi, cũng không có thể nào mà do cái điều đó mà mình không có cái nghiệp xấu thì mình ở trong cái hoàn cảnh nó không được tốt á, thì mình cũng không có bị ảnh hưởng
hay là không bị tác động bởi cái nghiệp đó, không có bị tác động bởi nghiệp đó. Nhưng mà nếu như mà mình có cái nghiệp xấu đó, thì mình cũng có thể bị ảnh hưởng vậy, cũng bị ảnh hưởng cái điều xấu, điều tốt ở trong đó. Nó có thể cộng nghiệp hoặc là biệt nghiệp. Thì ở trong đó con nghĩ rằng nếu mà mình tin như vậy đó, thì rõ ràng là mình tin ở nơi nghiệp báo, nhưng mà cũng không phải là cái việc gì, tuy nhiên không phải là cái việc gì mà mình cũng phải là nói rằng là do nghiệp hết. Con nghĩ rằng như vậy. Tại vì sao? Có những điều đó nó tác động bởi nghiệp, tác động bởi nghiệp. Cho nên là nếu mà chúng ta ở trong cái vùng đó mà chúng ta có cộng nghiệp chung với họ thì mình cũng phải bị ảnh hưởng chung. Còn nếu chúng ta không có bị cộng nghiệp chung với họ thì mình cũng không có bị ảnh hưởng chung, do là mình có những cái biệt nghiệp riêng, biệt nghiệp riêng. Nhưng mà có những điều đó thì chúng ta thấy là không phải là hoàn toàn là do nghiệp. Nhiều khi chúng biết trong cái hoàn cảnh đó như vậy mà chúng ta cứ lao đầu vào, rồi chúng ta mặc kệ nó ra sao, rồi chúng ta tin rằng là cho rằng là tất cả đều là do nghiệp, tất cả đều là do chỉ có cái trời hại mình thôi, chứ mình không hại, không ai hại mình được. Thì cái điều này con nghĩ rằng nó cũng chưa chính xác. Bởi vì nếu mà mình nghĩ như vậy đó, cái chỗ nguy hiểm mà mình lại lũi vô á, thì biết đâu á, là chúng ta bị những cái khổ sầu ở trong hiện tại này, cái rủi ro ở trong hiện tại này mà chúng ta không có. Lúc đó, đó nó thuộc về cái trí của chúng ta, nó thuộc về cái ứng xử của chúng ta trong cái hoàn cảnh đó. Nếu mà chúng ta cứ lũi đầu vào mà chúng ta cứ cho rằng là cái nghiệp nó là như vậy, nếu mà mình không có cái nghiệp xấu thì mình không sao. Mình đâu có biết chắc rằng là mình có nghiệp xấu hay là không nghiệp xấu. Và do vậy đó thì có những điều đó là chúng ta cũng phải cần tin ở nơi cái nghiệp hoàn toàn, do cái nghiệp nó chi phối. Bởi vì mọi chuyện, chúng tôi nghĩ rằng đời sống của chúng ta đó là còn tương tác bởi nghiệp và quả của nghiệp lắm. Cho nên rằng là chúng ta tin là nghiệp là một điều cần thiết ở trong cái đời sống của chúng ta. Mỗi cái gì đó là mình cũng phải biết làm, và mình tin ở nơi cái nghiệp và quả của nghiệp như vậy thì có lẽ là nó cũng là một trong những cái điều chỉnh tốt. Cái thứ hai nữa đó thì con nghĩ rằng ở đây đó thì ví dụ như là trong một cái hoàn cảnh xấu mà chúng ta cứ lao đầu vào trong đó, hay hoặc là chúng ta cũng không biết phấn đấu, chúng ta cứ buông xuôi, chúng ta cứ buông xuôi rồi bỏ trôi nó, rồi tới đâu thì tới, thì cái chuyện đó nó sẽ tới thôi. Cái việc nó sẽ tới, và việc gì tới nó sẽ tới. Và như vậy đó thì do là chúng ta không có biết linh động, chúng ta không có dùng cái trí để chúng ta uyển chuyển linh động ở trong cái cuộc sống này, để rồi chúng ta biết tránh né, hay là chúng ta có thể là đối kháng, hay là chúng ta có thể rằng có những cái cách mà để mà chúng ta ứng xử nó thích hợp với một cái điều mà con nghĩ rằng mình tin ở nơi phước báo là điều mà rất là cần thiết và cần thiết. Rất là cần, bởi vì chúng ta chịu cái sự tương tác của nghiệp và quả của nghiệp lắm. Cho nên là mọi cái chuyện gì đó mà chúng tôi nghĩ rằng mình có cái sự hanh thông đó, nó suôn sẻ đó, thì mình nghĩ rằng chính cái đó nó là do cái phước của mình, do cái phước của mình, và không phải là mình tự mãn với cái phước mà mình có, mà mình tin ở nơi cái phước đó đó, là mình cố gắng mình tạo phước lên thêm, mình tạo phước lên thêm, nhờ cái phước đó nó nâng đỡ mình á, suôn sẻ, mình lại là có những sự thường hanh thông tốt tiếp tục nữa. Nhưng mà ở trong cuộc sống á, thì chúng ta cũng không có hoàn toàn là cái gì cũng là do nghiệp hết. Bởi nghiệp ở đây mình hiểu là cả thiện và bất thiện, cả thiện và bất thiện, và cả nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp nhân là khi mà chúng ta tác tạo, nghiệp quả là chúng ta để lãnh lấy cái quả đó. Vì do vậy đó thì mình có những điều đó là mình cần phải dùng cái lý trí của mình, cái trí của mình, để mà mình biết linh động ở trong cái đời sống này, và những điều gì cần làm, cần nói,
cần suy nghĩ thì mình nên cần làm, cần nói và cần suy nghĩ. Còn những điều gì mà nó không cần làm, ngay cả những việc mà làm nó nho nhỏ hay là cần những việc không cần nói, thì chúng ta cũng tránh cái những điều đó. Bởi vì có những điều nó không thuộc về nghiệp, mà nó có thể là những cái tai dạ phản ứng tự nhiên ở trong cái đời sống. Và nếu như mà mình có cái lý trí thì có lẽ là mình biết tránh một chút á, thì nó đỡ. Còn nếu mà mình không biết tránh á, mình cứ lao đầu vào, mình tin vào nghiệp, trời kêu ai nấy dạ, hay là rồi đó là chỉ có trời hại chứ, chứ còn không ai hại được. Thì mình hiểu cái trời ở đây là có thể là do cái nghiệp. Nhưng mà có những điều á, nghiệp nó chi phối. Nhưng mà có những điều á, thì cũng không phải là hoàn toàn do nghiệp, mà do cái đời sống của chúng ta, cái mọi cái việc hoạt động ứng xử của chúng ta, trong đó nó có lý hay là không có lý trí, để rồi chúng ta phải lãnh lấy, nhận lấy những cái tốt đẹp, hay là những cái khắc khổ, hay là những cái trở ngại, hay là những cái sự thuận lợi ở trong cái đời sống. Thì con có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu, con xin dừng lại ở đây, kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính thân thượng tọa pháp từng thượng tọa Thế Quyền, thượng tọa có trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thế Quyền nghe được kính thỉnh thượng tọa. Dạ. Nếu một người mà, dạ quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ xin lỗi, quý vị có nghe được không? Dạ. Dạ nếu một người đi chùa lễ Phật, ngồi thiền, thọ tam quy ngũ giới vân vân, nhưng mà người đó không tin vào chư thiên, không tin vào các loại hóa sanh, thì có vấn đề gì không? Dạ, xin kính thỉnh thưa đạo sư. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ đại chúng có nghe được không ạ? Dạ xin cảm ơn quý vị. Còn kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chư tăng. Kính lễ thượng tọa Giác Đẳng, sư phụ Giác Giới, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, sư Quan Thâm cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Chào quả thật, đây là một cái, có cái sự thật nó vậy đó quý vị. Cũng là lạ. Cũng rất là lạ. Có một số vị là những vị Pháp Sư luôn. Hay là có một số Phật tử, người ta có niềm tin. Người ta gọi là có niềm tin, người ta vẫn làm việc như thế này như thế kia. Rồi người ta cũng có cái sự nghe pháp, người ta có sự giảng pháp, có cái tâm, cũng có cái tâm đối với đạo. Nhưng bảo hỏi rằng họ nhiều khi không tin có chư thiên, không tin có các loài ngạ quỷ, Atula, âm binh, ngạ quỷ, vân vân. Và ngay cả ở Bắc Truyền cũng vậy, như có một số vị thượng tọa cũng nói tiếng lắm, nhưng như điều mà lại là không nghĩ rằng không có âm binh, không có Atula, không có ngạ quỷ gì hết. Coi như là có những cái mà chúng ta biết là cái tinh thần đó, thì như điều mà phải nói rằng cái sở học của các vị nó cũng thừa lắm, nó cũng dữ, cũng nhiều lắm, chứ với kiểu như mà nó cái cách tầm thường, hay là những người Phật tử họ cũng thông rành lắm trên kiến văn Phật pháp, nhưng họ lại là không thông tin có các loại quả sanh như là chư thiên, hay là các loại ngạ quỷ, hay là ma vân vân. Thì học theo vi diệu pháp thì ma là cái gì? Là một loại nhân mà tâm tính nó hung ác, nó dữ, thì nó dễ thành thành Atula. Nó chỉ là một chuyện như vậy thôi. Asura tức là Atula, rồi Beta là ngạ quỷ, vân vân. Thì theo cái coi như là nõn thai thấp và quá xanh, đây là cái tinh thần của trong gọi là 12 hạng người, của tinh thần của nhà Phật, hay là nõn thai thấp và quá xanh, ba giới bốn loại đó. Thì cũng nói ba giới bốn loài, rồi họ cũng nói nõn thai thấp quá. Nhưng mà kiểu biểu mà họ tin có chư thiên hay không, thì họ lại nghĩ
lừng khừng. Và có lẽ là họ không tin. Thì có vấn đề gì chăng? Thì ở đây, kính thưa quý vị, thì chúng tôi đứng trên cái nhìn đó. Điều thứ nhất là các vị đó, một, họ có một cái tinh thần, một tức là không có, thứ nhất là họ không có quen, họ không có thích vấn đề mà tha lực. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là chắc là cái chủng đoạn kiến của họ cũng còn dư sót. Tôi nói chủng đoạn kiến đây có nghĩa là cái chủng mà hiện sinh họ quá mức. Cho nên họ không có tin. Rồi về sau này tiếp xúc với một số người vô thần. Và sau đó họ cũng tin tưởng có Phật. Tin tưởng rằng có một vị Phật như vậy. Nhưng biểu họ nói không có tin, không có ma. Không chấp nhận có ma. Thì có ma quỷ đó không phải là cái chuyện gì mà lớn lao trong tinh thần Phật Pháp đó. Nhưng điều họ lại không tin như vậy. Và không tin có thiên thần gì đó. Nhưng họ nói rằng họ tin có cái thiện, cái ác. Thì đây là một chuyện nó rất là lạ. Tin có thiện, có ác. Thì lẽ ra có nghĩa là cũng như bây giờ là anh chấp nhận là có cha, có mẹ anh. Nhưng điều không có chấp nhận là có bà con được. Thí dụ con gì, con chú, con cô, con cậu gì là họ không nhận. Mà họ nói tức là có cha, có mẹ họ thôi. Thì cũng ví dụ như vậy đó. Thì chúng ta thấy ở đây chúng sinh nó hỏi gì có vấn đề gì. Thì thực sự thật ra cái này chúng ta cũng phải suy xét kỹ, xét lại cái niềm tin của chính họ. Họ chưa có soi sáng ở giáo lý nhà Phật một cách rõ ràng, những lời dạy của Phật một cách rõ ràng. Họ cho hiểu một cách chung chung. Và có những cái chuyện đó họ xem nó quá thường. Rồi từ cái thường đó họ không làm một vấn đề. Và đưa đến một cái chỗ tức là họ không tin nữa. Họ tin là không có. Thì đây, phải nói nếu mà có vấn đề gì chăng, thì đây chúng tôi nghĩ rằng xét lại niềm tin của người này một chút xíu. Họ quá nhiều lý tính. Họ sống quá lý tính. Mà cực đoan nữa. Cho nãy chúng tôi nói cái chủng của họ chắc là cái chủng đoạn kiến nó còn. Họ có. Nếu như vậy là tạm gọi là vậy đó. Cho nên đó là đó là cái niềm tin của chính họ, chúng ta phải xét lại. Và cái điều thứ hai nữa là cái tri kiến về cái sự thọ trì trên tinh thần Phật Pháp hay là cái hiểu biết á, thì họ cũng chưa tường tận. Có những cái họ rất là sâu, nhưng có những cái yếu lý yếu cơ họ lại không có. Đây là một điều mà nó nguy hiểm vô cùng lớn. Cho nên vì vậy, nếu ở một tinh thần là Phật Pháp, chúng ta phải suy xét cái điều này kỹ. Không phải tự động mà nó như thế. Cũng phải tự động mà nó diễn tiến, nó đi ra. Cho nên chúng ta hiểu biết được cái tinh thần Phật Pháp, thì chúng ta biết có một cái sự trân quý, có một cái sự hiểu biết rằng sự thật ra mà nói thì cái việc mà tin có chư thiên hay là các loài ngạ quỷ, các loài quá sanh, các loài bàn sanh vân vân, thì nó là một chuyện tất hữu, tất yếu, nó như thế thôi. Trong 11 hạng người mà. Thì ở đó là một chuyện cõi giới nó rất là bình thường. Và chúng sinh ở cõi khổ như là địa ngục, bàn sanh, A-tu-la, ngạ quỷ, là những loài quá sanh hay những loài thai sanh hay những loài bàn sanh, nó sanh về cái cõi khổ đó, chỉ là như thế do cái nghiệp duyên của nó thôi, chứ đâu có làm cái chuyện gì. Nó phải là một cái gì mà nó trợ tạo cho chính họ, mà do cái nghiệp duyên tái sanh tái tục của chính họ bác dẫn dắt đi, để có những chúng sinh mới là quá sanh tái sanh vào, bằng cái quá sanh vào ở cái cõi địa ngục. Thì đây chính là nếu mà họ không tin có quá sanh như vậy thì họ khó có tin có địa ngục. Mà nếu họ khó có tin có địa ngục thì làm sao họ tin có được một thiên giới được. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải xét lại cái niềm tin của người này, nó có vấn đề. Có vấn đề. Đó chính là không vững vàng và không có mạnh mẽ và không có đầy đủ cái trí tuệ, vừa cái
cái niềm tin mà nó có trí tuệ ở trong đó. À, kính bạch thượng tọa, thì đây chính là cái sự suy nghĩ, cái ý niệm của con. À, theo con thấy con gặp như vậy và con suy tư như vậy, à, nếu có điều gì mà cần bổ túc thì con kính cung thỉnh thượng tọa cùng với ngài, và con xin có được điều như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thú cái dân từ đầu tây quyền đệ đức pháp tính, đệ pháp tính có ở trước máy mà nghe được không? Nếu đệ pháp tính nghe được kính thỉnh dạ vâng. Đệ pháp tính khi mà vua Vasenadi hầu diện với Đức Phật thì Đức Phật trả lời, nhưng mà khi mà hoàng tử Vidurapha hỏi Đức Phật một câu thì ở trong vai vế là tướng quân Vidurapha là con của vua Ba Chư Đạt, thì Tôn Giác Đăng Đa rất là kính trọng Đức Phật, và Vena có nghĩ rằng Vidurapha là con của vua Ba Chư Đạt, bây giờ mình là con của Đức Phật thì đây là lúc những người con nói chuyện với người con. Sư Pháp Tính có nghĩ rằng Tôn Giác Đăng Đa có phải lấy cái quan niệm của đời để xử việc ở trong chuyện này, để xử lý trong trường hợp này hay không? Tại sao một vị xuất gia ngũ uẩn giai không mà còn đặt vấn đề vai vế như vậy, muốn nghe được ý kiến của đại đức Pháp Tính, cái thỉnh đại đức Pháp Tính? Nam mô Bụt Thà Giá. À, con xin thành kính lĩnh lễ đến thượng tọa Nhật Bản, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, chúng ta Pháp Tăng, chúng ta Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì ở trong trường hợp này không phải tôn giả Ananda là đối xử theo đời. Hầu như là tất cả là các vị khi mà xuất gia mà chứng đắc đạo quả từ tu đạo quần trở lên, hoặc là thường đi theo Đức Phật ở hầu cận nơi Đức Phật, thành ra các vị đã bỏ cái ý niệm của thế gian rồi. Hoặc là chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp đối với cái người thợ cạo mà xuất gia ở trong cái nhóm mà người Ú Bà Lý, cái người thợ cạo, cái nhóm xuất gia đó, cái nhóm đó khi mà xuất gia thì cũng thỉnh tôn giả Ú Bà Lý xuất gia trước để gì, để mà mình coi cái vị này ngày xưa đó, thì cái vị này ở trong hoàng cung là thợ cạo, nhưng mà khi mà xuất gia thì cái vị này là một cái vị vừa lớn tuổi mà vừa được xuất gia trước để cho mình có cái pháp cung kính. Thì đối với cái chuyện mà có thể làm được mà mấy vị còn không có làm, thì huống hồ chi mà trong cái trường hợp này các vị lại đối xử theo thế gian. Vậy thì ở trong cái giai thoại này tại sao mà là như vậy? Thì quý vị thấy rằng là ở đây cái hiện trạng và cũng như là cái sự xưng hô cho người ta biết rằng là cái vị mà đang hỏi cái vị đó là cái vị nào, rồi cái người mà trả lời thì cái người đó là người nào, hoặc là do cái nhân duyên gì có cái câu chuyện như vậy. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh khi mà chúng ta nghe lại là tôn giả đó con bà Quy Đề Hy rồi này kia vân vân, thì tại sao mà dùng những cái từ nó nghe như là đời vậy? Nhưng mà tại vì không phải là xử sự theo đời, nhưng mà lúc đó cái cách xưng hô để cho người ta hiểu, để cho người ta hiểu được cái hoàn cảnh như vậy, hoặc là cái trạng thái như vậy. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ngài Sariputta, tại sao mà không có một cái pháp danh, không có một cái pháp danh, mà lại là lấy cái cụm từ là danh từ là Sariputta,
Tại vì Bút Tá là con, người con, Sari là tên của mẹ của Ngài. Thành ra đó, lúc đó người ta kêu là cái người con của con trai của bà Sari đó, thành ra không phải là thờ đó không có pháp danh, nhưng mà do cái hiện trạng, cái trạng thái như vậy đó, thì người ta kêu gọi cái tên đó với một cái danh từ đó đó, thì mọi người ai cũng biết, ai cũng hiểu. Ví dụ như ngày hôm nay mà chúng ta đi đến ngay chỗ bà Suchata thì cũng người ta cũng vẫn còn kêu là cái làng của Suchata, hoặc là đi đến cái chỗ quê hương xứ sở của ngài Sariputta thì ở bên Ấn Độ vẫn còn dùng những cái danh từ đó, thì tại vì những cái danh từ đó quen thuộc và khi mà nói lên thì mọi người ai người ta cũng biết hết đó. Thì ở trong cái câu chuyện này cũng vậy, khi mà xưng hô như vậy đó thì mọi người ai người ta cũng biết là quý Đun Đắc Phá là ai, tôn giả Ananda là cái người như thế nào, chứ không phải là cái cách mà xử sự theo đời. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con thấy thời gian cũng gần hết rồi, con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thà Giả. Sao thuộc thí trình Pháp Tính, Bạch Chí Công Đức và Chư Quý Phật Tử, khi Đức Phật Ngài ra đời thì Ngài tuyên lưu giáo Pháp ở trong tất cả các quốc độ ở miền Trung Ấn. Những lời dạy của Ngài nó vượt qua biên giới của mỗi quốc gia, và chẳng những vậy mà còn phổ cập đến cả mỗi tầng lớp, mỗi giai cấp trong xã hội. Đôi khi có những điều rất là tế nhị, đặc biệt là tế nhị rất là nhạy cảm. Thí dụ như là vấn đề giai cấp, vấn đề địa vị, những việc mà khi ngày hôm nay chúng ta nói chuyện trong thời đại này giữa chúng tôi với tất cả quý Phật tử thì nó dường như nó không có vấn đề gì hết. Chúng ta không nói ai là thượng lưu, ai là trung lưu, ai là bình dân. Dĩ nhiên là bây giờ người ta đôi khi người ta có đặt vấn đề là người Việt Kiều, người ở trong nước, người ở ngoài nước, người trí thức, người lao động tay chân v.v. Nhưng mà nó không có nặng như là người Ấn Độ. Đồng thời, Đức Thế Tôn Ngài lại là một vị giáo hóa cho cả mọi tầng lớp. Giai cấp thống trị là các vị vua chúa, những người có quyền lực, và giai cấp bình thường, bình dân như thương gia, như là nô lệ. Nếu chúng ta còn nghĩ lại đó, ở trong tăng chúng Đức Phật có những vị mà xuất thân từ giai cấp quý tộc như là ngài Anuruddha, ngài Ananda, giai cấp trí thức như là ngài Sariputta, ngài Mục Kiền Liên, giai cấp Thủ Đà La nô lệ như ngài Sunita chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật Ngài ngồi đó và tăng chúng ngồi một hàng dài để nhận sự đảnh lễ trường của vua chúa, không phải là đơn giản. Như là câu chuyện của ngài Anguli-pa-la là một người cuồng sát, là một tội phạm, một đại tội phạm. Vậy mà ngài cho sức thì nghĩa là cái quy luật của Đức Phật rất là mạnh, rất là lớn, rất là cao cả, ngài mới có thể làm được việc đó. Khi mà mình nghĩ đến cái chuyện Đức Thế Tôn là bậc thiên nhân chi đạo sư, một đấng thiên nhân sư, thầy của trời người, thì điều đó nó còn vượt xa tầm nghĩ của chúng ta nữa. Những lời dạy nào, những giáo pháp nào dành cho tất cả chúng sanh, không phải giáo dễ giáo hóa chư thiên đâu. Người thấy trong cuộc sống hàng ngày có những người chỉ có thể gần gũi một giai tầng nào đó trong xã hội. Nhạc sĩ thì nói chuyện với nhạc sĩ, luật sư luật gia nói chuyện luật gia, người nấu bếp nói chuyện nấu bếp, mà bảo rằng có một người mà có khả năng để nói chuyện với tất cả mọi người không phải dễ. Nên chi khi mà chúng ta đề cập đến Đức Phật là một đấng vô thượng điều ngự, một đấng thiên nhân chi đạo sư, một bậc thế gian dạy, thì thưa quý vị, sự việc không có bình thường. Một vài cái giai thoại như ngày hôm nay đó, ở trong đó cũng mở cho chúng ta một cánh cửa sổ về quá khứ. Ngày xưa thời Đức Thế Tôn đã có những cái khúc mắc, có những cái tế nhị như vậy,
thì ngày hôm nay cũng không khác. Và tất cả chúng ta ở trong cái phương diện mà phần hóa, trong phương diện mà truyền đạt giáo pháp, thì chúng ta luôn luôn phải rất là đủ khả năng tỉnh táo bén nhạy để hiểu rằng mỗi thời, mỗi xứ, mỗi người, mỗi trường hợp nó đều có những tế nhị riêng, và chúng ta không thể cắt một cái áo mà cho tất cả mọi người cùng mặc được. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp của Đa Đam Ma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng để lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự